xưởng chuối xuất khẩu Thọ Vân, huyện Trảng Bom. Mỗi ngày, cơ sở này đang thu mua và đóng gói 150 tấn hàng, khoảng 8 container. Chuối chủ yếu xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc. Hiện tại, chuối loại đẹp chủ cơ sở đang mua với giá 10 đến 12.000 đồng một ký, giá biến động tùy theo ngày. So với thời điểm trước Tết, giá chuối đã tăng 5 đến 6 lần. Đây là tín hiệu vui và dự đoán sẽ còn tiếp tục giữ giá ở mức này. Thị trường sắp tới của cái cây chuối về giá cả này kia sẽ giữ ổn định do cái sản lượng cung cấp của các cái vùng trồng trồng khu vực đây là giảm dần đi rồi, mà cái sức mua của thị trường Trung Quốc thì vẫn giữ, cho nên là cái giá cả thị trường sắp tới thì vẫn giữ ổn định ở cái mức hiện tại là mức khá như là cao. Theo một số cơ sở thu mua, ở thời điểm hiện tại thì việc thu mua khá thuận lợi vì mức giá cao và sản lượng dồi dào. Tuy nhiên, thời gian tới, khả năng các cơ sở đóng gói chuối xuất khẩu sẽ gặp khó về nguồn hàng do sản lượng chuối của huyện Trảng Bom đang giảm dần. Do đó, tiểu thương phải tính đến chuyện sẽ thu mua ở các nơi khác xa hơn, kéo theo chi phí tăng. Còn đối với bài toán giá cả, thì tùy thuộc vào sức mua của thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc. Cái số lượng thì làm rất là nhiều. Cái sản lượng mình thu về thì nó không được như mấy năm trước nữa. Tại vì giờ giống như cái chất đất của mình nó không còn được cái là cái dinh dưỡng nhiều á, cho nên là cái chuối á, thay vì hồi trước là một hecta mình có thể thu được 50 tấn, bây giờ là chỉ 40 tấn thôi. Thì cái sản nữa càng tụt, chị ký có thể giá chết được 11-12 nghìn bán quanh năm, nhưng mà phải làm theo xu hướng của chị, làm theo kiểu organic là sức khỏe vẫn lên hàng đầu, an toàn vẫn lên hàng đầu. Thì hai cái đó mình mới có thể đứng vững được thị trường này. Khi giá rớt gần như chạm đáy hồi trước Tết khiến người dân khóc ròng vì thua lỗ. Nhưng với mức giá hiện tại thì cả người bán lẫn người mua đều dễ thở hơn, nhất là khi có sự ổn định. Ở mức giá này, bà con trồng chuối đang có lợi nhuận khá tốt. Với cái giá đó thì người nông dân sẽ sống được. Trừ chi phí thì chắc còn được 5-6 nghìn, mong sao. Bên chính quyền ấy, làm sao mà ổn định giá cho người dân, chứ còn làm được cái loại bấp bênh bạn. Có giá thì đỡ, không có giá cái này là lỗ trắng. Như ở đây có nhiều người ta thuê vay ngân hàng, người ta làm cái lỗ, bây giờ không biết sao mà người ta chi trả. Xã Thanh Bình có khoảng 2.000 hecta trồng chuối, là nơi có diện tích trồng lớn nhất huyện Trảng Bom. Với giá chuối hiện nay, bà con nông dân đã có lời, nhất là với những hộ có đất sẵn. Dù được cho là giá chuối khá cao, nhưng so với cùng kỳ các năm trước thì vẫn không phải là có sự biến động. Năm ngoái và năm trước nữa thì nó cũng tầm là 9.000 cho đến 12.000, và năm nay nó cũng rơi vào khoảng đấy, thì theo tôi nghĩ là nó cũng không biến động nhiều cho lắm. Chỉ là trước Tết là cái thời điểm đó là thời điểm là bất thường, mà chưa có năm nào mà tôi thấy là giá nó thấp đến mức như thế. Còn về cái tình hình hiện nay, nếu mà với mức giá như vậy thì tôi nghĩ là bà con trồng chuối thì vẫn nói chung là vẫn có cơ hội để làm giàu chứ không phải là không. Nhiều cơ sở thu mua chuối cho rằng nếu người nông dân thay đổi phương thức canh tác, làm ra những quả chuối thật sự sạch, không chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì mới đứng vững được trên thị trường cả trong và ngoài nước, từ đó đa dạng được thị trường và giá cả cũng không còn bấp bênh.